Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài nha. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2023. Em lại tiếp tục thấy chị Tuyết Nhung lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ, vợ của chú Thanh Điền. Chào chị. Chào em. Buổi sáng vui vẻ. Em có đem mấy cái bịch khăn ướt cho chị nè. Ba bịch khăn ướt nè. Đó, chị giữ đi, chị lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ nha. Ok. Ok. Em thấy chị lau mộ nên em cũng có đem tới cho chị. Đây cả nhà, chị Tuyết Nhung ngày nào cũng lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ hết. Thì em cũng bắt gặp được chị nên ghi hình một xíu lại cho cả nhà mình xem. Thì chị Tuyết Nhung ở đây rất là tốt luôn cả nhà, làm bằng cái tâm luôn. Chị lau rất là chi tiết từng ngóc ngách luôn, làm cho con mộ của cô Thanh Kim Huệ lúc nào cũng sáng bóng hết trơn. Hầu như ai tới đây cũng khen, khán giả mà đi viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh á, rồi bắt đầu qua viếng mộ cô Thanh Kim Huệ, ai cũng khen nói mộ rất là sạch và sạch sẽ luôn. Chị Tuyết Nhung bảo là làm là không có làm bằng cái tâm hả chị Tuyết Nhung? Đúng rồi, làm bằng cái tâm chứ. Đó. Mộ cô không cần gì hết. Không cần gì hết hả? Cho mạnh cho mạnh khỏe thôi. Chị Tuyết Nhung mong sao cho sức khỏe, có sức khỏe để làm việc thôi chứ không cần gì hết. Em mà nghĩ là cái em quay em ghi hình này lên đó, mà chú Thanh Điền thấy chắc chú Thanh Điền khóc chứ. Khóc luôn á. Vì mặc dù chú cũng ở gần đây thôi, ở thành phố Hồ Chí Minh đây thôi, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng xuống được. Mà có người lau dọn như thế này á thì quá trời tuyệt vời luôn. Mà lau bằng khăn ướt như thế này nó sạch sẽ thơm tho. Lau riết mà mấy cái viên đá này nè, nó sáng bóng luôn. Bây giờ muốn chải lược mà lấy lược chải đầu cũng được nữa. Nhìn thấy luôn á, giống như một cái tấm gương luôn rồi. Sáng bóng luôn cả nhà. Mộ của cô Huệ thì đã được dát vàng. Cái chữ đã được dát vàng lại, được chú Thanh Điền đã chỉnh trang và sửa lại. Lúc trước là cái chữ em nhớ là màu trắng, thì bây giờ đã được dát vàng trở lại. Và hình ảnh thì được làm mới lại. Ở bên kia thì hình ảnh to hơn, hình của cô thì được mới lại và sắc nét hơn, tỉ mỉ hơn, đẹp hơn. Đó. Quá xuất sắc luôn, ngôi mộ. Ủa sáng chị thắp hương hả chị Tuyết Nhung? Ừ. Đúng rồi, em thấy có hương kìa. Lau mộ, trước khi lau mộ là phải thắp hương cả nhà. Để xin phép cô lau mộ, lỡ trong lúc mà lau mộ mình có gì mạo phạm á, thì mong là cô quan hỷ bỏ qua. Chị Tuyết Nhung lúc nào cũng vậy. Sáng là cứ công làm gì làm không biết, nhưng mà cứ chạy lại đây là lau mộ trước. Thì chị Tuyết Nhung đây á, thì cũng giống như chú Tiểu vậy đó. Chú Tiểu thì chăm sóc mộ của cậu Năm Vũ Linh. Còn chị Tuyết Nhung thì tại vì mộ của cậu Năm Vũ Linh nó chưa có nấm mộ. Chứ mà có là cũng lau không chị? Lau luôn. Lau mộ cậu Năm không? Lau chừng nào chết thôi. Lau chừng nào chị chết thôi hả? Ừ. Trời, lau tới chết luôn, lau dữ hả? Lau mộ mà tới chết mới nghỉ hả? Không, chừng nào không còn làm nữa. Ý là lau chừng nào là không còn làm ở đây nữa hả? Đúng. Là mới nghỉ lau. Đó. Chứ mà còn làm ở đây là cứ lau hoài luôn. Đúng. Hứa nghe, em có ghi, em có ghi video lại rồi đó. Chị đi. Là mai mốt là mộ cậu Năm Vũ Linh á, là có nấm mộ rồi á, là chị cũng lau giống gì luôn phải không? Rồi. Dạ. Nó nghe cả nhà, chị Tuyết Nhung hứa rồi đó. Quá trời tuyệt vời với cái tấm lòng của chị Tuyết Nhung cả nhà. Là lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ, là khi nào mà cậu Năm Vũ Linh có nấm mộ lên là lau luôn. Lau tới khi nào mà gọi là không còn làm ở đây nữa, mà do là về xa quá, ví dụ xa quá không đi tới được đó. Chứ mà còn làm ở đây á, thì chị lau luôn. Cả nhà thấy không, lau là dơ là bỏ nè, chứ không có lau lại nha. Khăn sạch mới lau cái gương mặt nè. Khăn sạch là lau ảnh của cô Huệ nè. Nó lau của chừng mòn đó nha, lau vừa vừa thôi. Chà vừa mòn cái gì? Chà mảnh quá mòn á, chứ không phải không mòn đâu. Chưa mà. Đây, chị Tuyết Nhung lau ở trên luôn nè. Lau cái ngói cũng lau nữa chị. Tới cái ngói mà cũng lau nữa. Ở đây coi được, nhìn cái đây cũng phải coi được chứ. À, sao có được?
ý nó là lao từ A tới Z luôn, từ trên xuống dưới luôn. Là có nghĩa là ở dưới đẹp thì ở trên phải đẹp hả chị? Đúng rồi. Trời ơi. Ủa mà hình như hôm bữa chị nói là em nhớ không rõ là hình như là chị nói là chị mồ côi hả chị Tuyết Nhung? Mồ côi. Mồ côi cha mẹ thì khi nhỏ luôn hả? Cha mẹ ở bỏ từ nhỏ cho đến lớn. Bỏ lúc mới đẻ luôn hả? Đúng rồi, ở mới sơ. Sơ là ở trong chùa hả? Ở Thủ Đức, Vĩnh Tâm, xã Tâm Bình. Là ở cái đó là nhà thờ hả? Nhà thờ. Rồi ở dưới sơ. Rồi tới khi nào chị mới vô đây? Giờ con có tivi thấy là chăm sóc cho các cụ già nên luôn. Đem neo đơn hả? Là ở đâu? Ở trung tâm á. Ở trung tâm, rồi làm ở trong đó. Rồi, rồi xong thấy không có tiền. Không có tiền. Xin là... đi ra làm. Công ty cho. Là ai xin chị vô đây? Cho chị vô đây? Chú Út, chú Quang. Chú Út hả? Chú Út của chị hả? Chú Út á, chú Út là làm phó giám đốc á. Chú Út là làm phó giám đốc ở đây. Là thấy chị tội xin cho chị vô đây. Không có giấy tờ, người ta thương, người ta cho ở. Không có giấy tờ gì hết. Ừ. Ồ, quý quá. Bởi vì cái đó là một cái gọi là mình ở hiền gặp lành đó chị. Dạ, công ty nó vô đây mình hứa. Ừ. Làm ở đây. Ừ. Là mình có trách nhiệm. Ừ. Là mình phải như thế nào. Dạ. Đó. Dạ. Đâu phải làm 371 đâu được. 3 x 7 = 21 hả? Phải làm 7749 phải không? Đúng. 3 x 7 = 21 không được, 7749 nha. Trời, làm mà phải có nhiệt tình chứ. Dạ. Em biết làm. Mà em mấy hôm nay em ở đây em quay video ở mộ cậu Năm thì em thấy chị làm là em biết là chị làm như vậy là làm xuất phát từ tâm chứ đâu phải là làm, đâu có ai mà gọi là cho chát gì đâu mà vẫn làm đúng không? Ở đây những người chết người ta đâu có biết gì đâu. Dạ. Mình ở đây mình làm hết. Dạ. Dù không cho tiền mình cũng phải làm luôn. Dạ. Làm sạch sẽ như cái nhà của mình á. Dạ. Thì đâu phải giờ cho tiền mà làm không có. Dạ. Không cần gì hết. Không cần gì hết, cần sức khỏe. Đúng. Cần có nơi ở để cho chị ở đây làm. Ở đây có chỗ ra chỗ vô. Hy vọng là chị làm như vậy gọi là tạo một cái phước báo cho mình đó. Là sau này mình nhiều khi mình về già đó chị. Rồi đúng mình rồi. Không có bị bệnh mà sức khỏe mình nó có mạnh khỏe hơn. Chứ về già mà không có phước là khổ đúng lắm. Rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình tạo phước để về già mình còn hưởng và kiếp sau mình còn có để mà hưởng nữa. Nó em hy vọng là cũng chị có nhiều sức khỏe. Để ở đây mà lau mộ cho cậu Năm nè, sau này có mộ. Rồi tôi lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ. Rồi... Sau này già, ừ. Xin vô đây là đốt nhang, ừ. Lau mộ hết cái tâm của mình. Chị nguyện của chị là sau này ở về già là xin vô đây. Xin vô đây. Là đốt nhang. Đốt nhang, lau mộ. Có không công luôn hả sao? Không công luôn. Rồi tiền đâu án? Người ta thương người ta cho, còn không cho thôi. Không cho thôi hả? Ăn rau củ hả? Đúng. Trời ơi, công nhận quý quá luôn á. Bây giờ ai thương thì cho, còn không thương thì mình ăn rau củ thôi chứ có gì đâu hả? Già là cỡ khoảng bao nhiêu tuổi là già? Như cái bà Tiết á, bà mộng tiền á. Vậy hả? Đâu cần gì đâu, không biết đâu. Rồi, quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Chú Thanh Điền mà nghe chị mới nói mấy câu này em nghĩ là chú sẽ khóc luôn á. Chứ không phải là thường bình thường đâu. Tâm mặc dù công việc của mình nó nhỏ nhoi nhưng mà tâm mình rất là lớn. Rồi mấy cái khăn ướt á em đưa chị 3 bịch đó, khi nào hết nữa thì em lại đem tiếp nha. Đúng. Đó, đem vài bịch cho chị. Đó, lao từ ở trên xuống dưới, ngày nào em cũng bắt gặp chị Tuyết Nhung lao mộ hết trơn cả nhà, lao như thế này nè. Rồi, thôi em chia sẻ sơ cho khán giả thấy thôi. Rồi hy vọng là chị sẽ có nhiều sức khỏe và tiếp tục lao mộ cho cô Thanh Kim Huệ và những ngôi mộ lân cận nha. Vũ Linh nữa. Vũ Linh nữa, mai mốt là lao mộ cho cậu Năm Vũ Linh luôn. Đúng. Mai mốt mà em không thấy là em mét khán giả đó. Hứa là làm. Cùng quay cũng được. Hứa là làm đó. Cái tâm. Giờ là mình lao, giờ mình lao. Chị có thể tháo khẩu trang xuống cho khán giả thấy được không? Không hả? Để khán giả thấy chị hứa không. Chứ. Không hả? Rồi vậy thôi nha, máy bay chị. Bye. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Tạm biệt. Đi hả? Giờ đi hả? Giờ đi làm. Đi làm bên khu 1 hả? B31. Trời ơi, ủa chị đi bằng chiếc xe đạp này hả? Hôm nào chị cũng đi xe đạp này hả? Bữa cái cho đó. Xe đạp này cũng được cho luôn hả? Người ta thương người ta cho đó. Trời ơi, chứ chị không có mua người ta cho luôn. Tại vì tiền không có, lúc mới vô không có tiền. Ai cho, ai cho? Cái cô khách nó cho. Cô khách ở bên mộ bên đó đó hả? Ta cho, ta thương ta cho. Trời ơi, quá quý luôn. Người ta cho 1 triệu. Người ta cho 1 triệu, rồi cho thêm chiếc xe đạp nữa. Ồ, được rồi, nói thôi, mình làm từ cái tâm thì bắt đầu là tự nhiên là cái phước đức của mình có người cho mình à. Người ta cho, người ta cho tiền nè để mua xe. Mua xe.
Rồi cho tiền cho 1 triệu để ăn đi. Để ăn từ từ ha. Nó để dành đâu từ từ. Không có dám ăn nhiều đâu. Ừ. Biết chạy xe không trời? Biết chạy xe máy không? Không. Biết chạy xe đạp thôi. Rồi. Nhưng hai lúa. Hai lúa không biết chạy máy. Đó, chạy vừa giữ, chạy giữ à. Nó chị chạy rồi cả nhà ơi. Chị đi làm rồi đó. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại. Thì chị Tuyết Nhung á, cũng như là chú Tiểu ở đây vậy cả nhà. Tốt lắm. Làm tất cả mọi việc. Nó sáng lau mộ cho cô Thanh Trung Huệ xong rồi bắt đầu đi về đó. Chạy xe đi qua bên khu của được phân công của công ty để làm. Chị nói là khi mà mộ của cậu Năm Vũ Linh hoàn thành thì chị cũng lau như vậy luôn. Thực sự rất là quý lương tấm lòng của chị. Em cũng chúc chị có nhiều sức khỏe và có nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Mình có tâm thì tất ắt người sẽ thấy và giúp đỡ mình thôi chị. Em mong là cả nhà mình thấy được, phát tâm giúp đỡ chị. Nếu ở đây thì mình giúp cái gì được mình giúp. Em thấy chị cũng tội tội chứ, mồ côi từ nhỏ luôn, ở với sơ rồi sau đó đi làm ở viện dưỡng lão gì đó rồi không có kinh phí rồi sau đó bắt đầu mới gọi là xin vô đây. Rồi em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn lại những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và bye bye cả nhà.